Dù đã tiếp cận với nghề mộc hơn 1 năm, nhưng những học viên này vẫn chỉ thực hiện được vài thao tác đơn giản. Việc đào tạo nghề cho các em tại đây thường mất rất nhiều thời gian, do đa số các em đều chậm và phát triển trí não. Ở đây là các em là chậm và tự kỷ nên thành ra cái kiến thức mà đưa vào cho các em là gặp nhiều khó khăn. Đây là khó khăn chung của những trung tâm đào tạo nghề cho người khuyết tật. Dù giáo viên đã nỗ lực rất lớn để giúp các học viên, nhưng không phải học viên nào cũng có thể đáp ứng được yêu cầu của công việc. Vô đây đào tạo các em thì không phải là đào tạo nghề là chính, mà chủ yếu là cho các em là được cái nề, cái nếp, ăn, cái nói, đi, cái đứng, cái chào, cái hỏi. Mặc dù là học cũng phải là ngày 1, ngày 2 là được, liền các em có thể học trong một cái thời gian rất dài vì các em khuyết tật mà học có thể là 1 năm, 2 năm. Nhưng mà khi các em thành công, các em ra ngoài, các em xin được việc làm và các em kiếm được cái đồng tiền do các em tự làm ra thì tự nhiên là ở đây là các sơ và các cô thầy đó là giống như một cái động lực để mà thúc đẩy động viên mình. Từ những thao tác vận động đơn giản đến việc tạo ra những sản phẩm mang tính thẩm mỹ cao như thế này đã giúp người khuyết tật tự tin hơn trong quá trình học nghề. Tuy nhiên, để có được kết quả như thế này là sự nỗ lực rất lớn trong việc tạo ra môi trường rèn luyện cho các học viên. Các em cảm thấy mình đã làm ra được cái gì đó cho cuộc sống này, tạo nên cái động lực cho các em hăng say trong cái học tập. Các em tự giác làm, thậm chí các em, nhiều em, giáo viên không cho làm cũng phải làm. Đó là cái điều chúng tôi nghĩ rằng là những điều chúng tôi đã tạo ra cái môi trường sống cho các em trong những năm qua. Công tác đào tạo nghề cho người khuyết tật hiện nay dù đã được quan tâm nhưng vẫn còn nhiều vướng mắc. Chính gia đình và người khuyết tật cần phải thay đổi tư duy, sớm tiếp cận các trung tâm đào tạo chuyên biệt để gặp nhiều thuận lợi hơn khi đến tuổi học nghề.